tuổi, quê hương của con ở Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiện tại thì con đang ở thành phố Hồ Chí Minh với mẹ. Bình thường thì con rất là thích hát, con thích vẽ tranh với lại nghe nhạc, coi phim, đọc sách. Con không biết là con có năng khiếu với nhạc opera hay không, nhưng mà mỗi khi mà nghe một bài hát nào đó, nếu mà con cảm thấy hay thì con sẽ hát theo được và con sẽ nhớ luôn cái giai điệu đó, không phải chỉ với nhạc opera mà với bất cứ bản nhạc nào cũng vậy. Mấy bạn của con lúc mà sau khi con hát ở vòng loại thì mấy bạn có nói là nghe không hiểu gì hết, cho nên là lần này con sẽ hát một bài hát mà mấy bạn sẽ hiểu được cái lời bài hát của nó. Hiện tại thì bé Phương Anh vừa đang thi học kỳ mà cũng trong đang thời gian thi bán kết ở chương trình. Mình thấy bé ở nhà tập luyện rất là chăm chỉ và cũng rất là chăm chỉ trong việc học. Hy vọng là đêm nay bé sẽ thực hiện tốt phần thi của mình. Cố lên!
Đón xem chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.